Chào buổi sáng mọi người. David lại làm video cùng trò chuyện với mọi người và đưa ra những cái thông tin để chúng ta có thể có những cái định hướng đầu tư trong lúc này, cũng như là đầu tư gì kỳ online, đầu tư gì lúc này. Đêm ngày hôm qua thì giá vàng đã lập đỉnh, đúng không ạ? Có rất nhiều các cái tin tức về các quỹ tín thác đảm bảo bằng vàng, họ mua vàng và họ đánh giá đồng đô la suy yếu khiến cho giá vàng tăng cao và vàng là nơi trú ẩn an toàn để người ta có thể tích trữ. Vậy thì khi mà chúng ta giao dịch vàng, chúng ta sẽ phải có những cái tư duy về vàng một cách chi tiết. Một lót vàng là bao nhiêu tiền, bao nhiêu ounce, đúng không ạ? 1726 là mức cao nhất từ tháng 12 năm 2002. Nếu chúng ta đánh một lót, tức là chúng ta đánh 100 ounce. Đúng không ạ? Giá 1726, cho nên chúng ta phải tính toán được cái tỷ lệ một lót bằng 100 OZ là ounce. Sau đó tính ra quy ra lượng, tức là rơi vào 83 lượng vàng, tức là một lót vàng mà chúng ta đánh 83 lượng, coi như 5 triệu một lượng, 83 lượng, đó chính là khoảng độ trên 4 tỷ, đúng không ạ? Vậy thì khi mà chúng ta có 1.000 đô mà chúng ta đánh một lót vàng, tức là chúng ta đánh tận trên 4 tỷ, do vậy là nó rất là nguy hiểm. Với 10 giá là chúng ta sẽ bay tài khoản. Cho nên chúng ta phải tính toán thật kỹ khi mà giá vàng trong phiên Mỹ 1726 và 1736, tức là 10 giá, nó rất là nhanh. Chúng ta cũng theo dõi các cái diễn biến giá vàng của Kitco, rồi rất nhiều các cái thông tin. Các chỉ số chủ chốt của chứng khoán Mỹ hôm qua đi xuống do các doanh nghiệp Mỹ chuẩn bị bước vào mùa công bố báo cáo tài chính. Chắc chắn là lần này là sẽ phải công bố rồi. Quý được báo cáo là rất tệ vì đại dịch. Tuần trước, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã công bố gói kích thích 2.300 tỷ đô la để xoa dịu tình hình. Cuộc khủng hoảng này lại tác động đến cái việc nộp đơn trợ cấp thất nghiệp, tức là 16.8 triệu người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Đó chính là cái mà chúng ta phải xem. Trên thị trường vật chất, quỹ dự trữ tín thác đảm bảo bằng vàng lớn nhất SPDR đã tăng 0.6% lên 994. Tôi nhớ những cái năm 2010-2012 có những lúc quỹ tín thác này nó trên 1.000 tấn. Do vậy trong tương lai chắc chắn là chúng ta sẽ thấy được nó sẽ mua rất là nhiều. Các diễn đàn cũng đã có rất nhiều các cái thông tin về các cái mô phỏng, các mốc giá. Mốc giá là 1703 và 1730, sau đó mới có sự điều chỉnh. Do vậy có những người bán sớm mà một lót vàng thì cháy tài khoản ngày hôm qua rất là nhiều, đúng không ạ? Thì đội của tôi hôm qua cũng có phân tích. Vậy thì tổng quan thị trường của chúng ta có rất nhiều các cái mô hình đầu tư lúc này. Crypto cũng có những cái tín hiệu rất là tốt. Vàng cũng có những cái tín hiệu bán ra nhưng mà chúng ta phải chờ đợi. Vàng có những cái tín hiệu mua vào khi mà lướt sóng. Và chúng ta phải theo dõi các cái xu hướng USD Index để chúng ta biết được các cái mốc. Thì ngày hôm qua, trong 17 giờ ngày hôm qua, chúng ta đã được chúng tôi phân tích về USD Index đã chạm các cái mốc cản hỗ trợ ban đầu và nó đi xuống khiến cho đồng đô la suy yếu, khiến cho giá vàng tăng lên. Các cái cặp mà chúng ta có thể theo dõi. Trở lại các cái tin tức lúc này. Thì tôi vẫn trò chuyện với mọi người và đưa ra các cái giải pháp về đầu tư lúc này. Các cái mục tiền của tôi trong VN Express đưa ra chúng ta những cái dự báo, những cái mô hình tư vấn, đặc biệt những cái comment rất là tuyệt vời và chúng ta có thể học hỏi được rất là nhiều. 60 triệu nên mua gì? 5 cách duy trì dòng tiền, 2 tỷ đồng nên lướt sóng ra sao? Về hưu nên dùng 50 triệu làm gì? Hay là lướt sóng các cổ phiếu nhỏ 100 triệu có được hay không? Thì chúng ta có được những cái lời khuyên rất là sát đáng. Cái việc giao dịch thì luôn luôn là không phải là dễ dàng bất kỳ lúc nào. Chúng ta lại xem xét ngày hôm qua chủ yếu các tin tức về đồng đô la suy giảm cũng như là các cái vấn đề về đồng yên Nhật, USD yên Nhật giảm xuống khiến cho đồng yên Nhật tăng cao. Ngày hôm qua là thứ hai đầu tuần, chúng ta cũng có được những cái tin tức là thống nhất được sự cắt giảm của cái việc giảm nguồn cung để tăng giá trong cái việc dầu mỏ. Nhưng tại sao cái nguồn cắt nguồn cung, tại sao mà chúng ta nhìn thấy giá dầu chưa giảm, chưa tăng, đúng không ạ?
Vậy thì khi mà chúng ta hiểu được các cái quy trình tăng giá hay là giảm nguồn cung, lập tức là gì ạ? Chúng ta phải biết được cái khung thời gian nó tăng hay giảm. Thế thì khi mà chúng ta thấy cái việc cắt giảm nguồn cung, lập tức là gì ạ? Chúng ta thấy được cái tiến độ của họ cắt giảm trong vòng đầu tháng 5 cho đến cuối tháng 5. Do vậy là lúc này chắc chắn tôi nghĩ rằng sẽ có một cái cú sụt giá. Tới đây sẽ có một cái cú sụt giá để gì ạ? Làm gia tăng tất cả những cái lệnh long, lệnh mua. Do vậy là gì ạ? Chúng ta sẽ phải xem chừng cái việc mà chúng ta mua dầu trong lúc này. Nếu trong trường hợp mà chúng ta mua dầu, chúng ta sẽ có cái cách để chúng ta tìm hiểu về nó sao cho nó an toàn nhất và đưa ra các cái chỉ số để sao cho chúng ta thấy được các cái quy trình để chúng ta đặt lệnh. Và hiện tại thì có rất nhiều các cái mô hình cho chúng ta đặt lệnh để chúng ta có thể chốt lời được thông qua cái việc mà đầu tư gì và chúng ta có được các tín hiệu về giá dầu. Đây là cái biểu đồ sóng của dầu, đúng không ạ? Nó vẫn là vùng giá rất là thấp, hiện tại nó đang giá mốc 32.2, đúng không ạ? Mà cái kỳ trên nó rơi vào vùng 68, tức là nó ngót một nửa rớt giá. Do vậy khi mà Nga và Ả Rập chưa thống nhất được các cái vấn đề về đàm phán giá dầu cũng như là đàm phán nguồn cung khiến cho giá dầu sụt giảm. Ngoài ra, theo như tôi còn phân tích và phán đoán, Nga với Ả Rập muốn cho cái dầu đá phiến của Mỹ bớt cái thôn tính, do vậy là gì ạ? Để bật ra khỏi thị trường. Tuy nhiên là gì ạ? Hiện tại đã đạt được tỷ lệ của các cái nguồn cung. Và hôm qua trên Twitter, Tổng thống Trump đã thank you về vấn đề này, là Nga đã hợp tác cũng như là Ả Rập hợp tác khiến cho gì ạ? Có thể dầu trong tương lai sẽ lên rất là khủng khiếp. Vậy thì tại sao nó lại có tin đấy nó chưa lên mà nó chỉ có swap từ cái vùng 26.54 lên vùng 34 mấy hôm, chúng ta có thể xem. Và các cái giá nó nhắc lại các cái vùng 36 ngày hôm qua nhưng vẫn bị sụt giảm. Do vậy là đây là cái tiến độ có phải là chậm dần hay không. Thế do vậy cái việc cơ hội đầu tư vào dầu chúng ta cũng có thể xem xét. Các hàng hóa commodity cũng có thể xem xét đưa ra các cái yếu tố là cơ hội lúc này. Vậy thì các tin tức ngày hôm nay, trung tâm động đất Địa Trung Hải, một trận động đất 6,1 độ Richter đã xảy ra ở cái Maldives, đúng không ạ? Ngân hàng dự trữ Úc đã đăng ký tới 1,5 tỷ đô la trái phiếu chính phủ, đúng không ạ? Lập tức các cái tin tức này khiến cho đồng đô la Úc sáng nay chúng ta cũng sẽ có những cái theo dõi. Đô la Úc vẫn duy trì trạng thái đi lên rất là khủng khiếp khi mà có cái tin giá này là giá chạy trước tin, khiến cho ngày hôm qua chúng ta ai mua đồng Úc, chúng ta cũng thấy hôm qua thì cái tỷ lệ đội đầu tư họ đầu tư vào đồng Úc và mua dần, chúng ta cũng đạt được những cái tỷ lệ. Như chúng ta đã biết, AUD USD đã xuống quá thấp so với đồng đô la. Cách đây hơn một năm nó vẫn đang ở trạng thái 1:1 với đồng đô la, tuy nhiên là gì ạ? Lúc này nó xuống 0.65, đúng không ạ? Do vậy là gì ạ? Chúng ta sẽ phải có những cái cơ hội đối với đồng đô la Úc. Trước đây một Úc bằng một vàng, một Úc bằng một đô. Do vậy là bây giờ chúng ta nhìn thấy cái tỷ lệ thấp và có những cái tỷ lệ mà chúng ta xem xét các cái mốc giá là rất là thấp. Vậy thì chúng ta sẽ làm gì khi có các cái thông tin này, thì chúng ta cũng phải xem xét tiếp theo các cái bản tin. Ngoài ra thì thị trường Bitcoin và Ethereum hôm qua cũng có những cái cú swing giá từ vùng 43 xuống vùng 39 sau có sự hồi, sau đó lại tiếp tục điều chỉnh, đang ở sóng điều chỉnh. Sóng này rất là nhạy cảm đối với Litecoin từ cái việc là gì ạ? Chạm đường Bollinger Band trên và tạo ra các mức cản. Thì chúng ta có thể thấy được là các cái mô hình của giá có thể Litecoin sẽ đạt được các cái mốc cản, sau đó là gì ạ? Chạm cái đường trên vùng 42 42 41.34 và 41.64 cũng có thể là gì ạ? Đạt các mốc cản rồi đi xuống. Chúng ta tiếp tục đến với lại cái thông tin chính, đó là Bitcoin. Theo đánh giá của các cái mô hình sóng của Bitcoin thì có cái sự điều chỉnh và sự xuống rất là mạnh mẽ khi mà đạt ở các vùng 71, 76 và ngày hôm qua có cái đợt giảm là gì ạ? 65, 81, sau đó là gì ạ? Điều chỉnh hồi lên các vùng 68, 40, sau đó sập tiếp.
từ vùng 6675 có một cái lực đỡ của thị trường, do vậy là gì ạ? À, giá đã lên và được đỡ bởi các thị trường châu Á sáng nay cũng như là rạng sáng ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ xem các cái tin tức 13 tháng 4 chật vật dưới không vượt được ngưỡng 7.000, đúng không ạ? À, đó là những cái tin tức về các bạn phân tích các cái lực giảm của Bitcoin. Và họ đánh giá rất nhiều các cái đồng khác cũng đang chịu một cái tác động lực bán xối xả, đúng không ạ? Tuy nhiên, chúng ta có thể nhìn thấy là vẫn có những cái lực đỡ từ thị trường khiến cho giá người ta đang đánh giá ở các cái vùng thấp hơn, đó là vùng 65, 64 và thậm chí là 57. Do vậy là chúng ta nhìn thấy các cái mốc giá chưa được đánh thủng. Đây là các cái mức cản mà chúng ta thấy được nó rất là vững chắc. Đó. Chúng ta nhìn thấy được 4 mốc. Mốc số 1, mốc số 2, mốc số 3, mốc số 4, mốc số 5. Vậy thì khi chạm cái mốc cản này lập tức có cái điểm hồi rất là mạnh. Có vậy 4 lần nó đã chưa đâm thủng. Nếu trong trường hợp giá nó có thể về các cái mốc điều chỉnh, đúng không ạ? Thì nó hoàn toàn được đánh giá ở các cái vùng 3.000. Đây là những cái mốc mà theo con sóng nó sẽ có thể đi. Tuy nhiên ấy, chúng ta sẽ chờ được các cái lực đỡ, các cái tín hiệu của Ichimoku hay là Bollinger Band cũng như là cái xúc tác thị trường đối với cái việc là coin market cap có đổ tiền vào hay không, các cái dữ liệu nó có bị rút tiền ra hay là đổ thêm tiền vào. Thì đây là những cái mà chúng ta có thể xem xét và chúng ta nghiên cứu. Thị trường Bitcoin vẫn là một trong những cái kênh rất là béo bở, bởi vì chúng ta có thể tính toán được các cái mốc margin của chúng ta, các cái mốc 10% mà x hay là 100x hay là 50x. Do vậy chúng ta biết được các cái mốc để chúng ta có thể giao dịch một cách an toàn. Nếu trong trường hợp chúng ta không tính toán được các cái khối lượng, lập tức các cái việc đặt lệnh của chúng ta sẽ rất dễ bị cháy tài khoản. Do đó chúng ta có thể thấy được là các cái mô hình giá cho chúng ta biết được là mốc đánh dài hạn hay ngắn hạn hay trung hạn. Những bạn có tài khoản lớn thì sẽ phải đánh cách dài hạn hơn. Cái việc có tài khoản nhỏ chúng ta chỉ có đánh được ngắn hạn mà thôi. Tuy nhiên trong trường hợp ngắn hạn thì hoàn toàn nguy hiểm, và chúng ta có thể thấy được là các cái mốc mà chúng ta dễ bị cháy tài khoản đó là các cái điểm mà chúng ta thiên về phân tích kỹ thuật quá mức. Bởi vì phân tích kỹ thuật gần như là gì ạ? Là một cái con dao hai lưỡi. Trong trường hợp vượt cản và chính xác, chúng ta sẽ tin tưởng vào chúng ta lần sau. Tuy nhiên lần sau nó sẽ vỡ bức cản và chúng ta sẽ bị cuốn vào cả cái mốc sóng đó. Do vậy chúng ta hoàn toàn chú ý. Ngày hôm nay chúng ta đón chờ rất nhiều các cái tin tức, đúng không ạ? Đặc biệt là sự hưng phấn của thị trường khi mà đồng đô la cũng như là các cái chỉ báo thất nghiệp, cũng như là đợt tới chúng ta có được các cái tin tức để chúng ta biết được là thị trường có hồi phục về vấn đề chứng khoán hay là việc bơm tiền kích thích thị trường hay không. Tuy nhiên cái việc mà giá vàng lên cũng làm cho thị trường nhảy nhót, cũng như là đưa ra rất nhiều cái mà chúng ta có được cái câu chuyện để chúng ta phân tích. Vàng lên chứng tỏ là nền kinh tế đang có một cái dấu hiệu suy yếu, người ta trú ẩn và an toàn bởi vàng. Do vậy là gì ạ? Chúng ta lại phải xem xét các cái mốc để chúng ta biết được khi mà tiền rút ra đổ vào vàng, tức là nó rút ra khỏi đâu. Có thể sẽ rút ra từ chứng khoán, có thể là rút ra từ tiền điện tử. Chính vì thế nên chúng ta sẽ phải xem xét. Tôi cho rằng là nếu vàng lên thì có thể là gì ạ? Thị trường Bitcoin hôm nay cũng sẽ sập. Họ lao vào vàng, đúng không ạ? Giống như thế giới, họ có những cái mô hình là dòng tiền đổ vào bất động sản thì nó sẽ rút ra khỏi chứng khoán, hoặc là rút ra khỏi chứng khoán và rút ra khỏi bất động sản, họ sẽ đổ vào các cái kênh đầu tư an toàn hơn như là vàng hay là trái phiếu. Thì đấy là những cái mô hình mà chúng ta có thể theo dõi. Tiếp theo nữa, các cái mốc tin tức cũng như là đưa ra cái mà chúng ta có thể theo dõi, đó là các cái tin tức về liệu chúng ta có thể dựa vào Litecoin để đoán được cái xu hướng biến động của Bitcoin hậu halving, đúng không ạ? Trong thị trường tiền điện tử, người ta thường nói với nhau rằng là nếu Bitcoin là vàng thì Litecoin sẽ là bạc. Đó. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại trước khi halving, đầu tháng 5, khi mọi nỗ lực dự đoán tương lai của đồng tiền số lớn nhất, thì trong thời gian tới cũng có một cái cơ hội. Đúng không? Tôi thì tôi cho rằng cơ hội đối với mua dầu và cơ hội đối với bán vàng ở cái mức cản mà mọi thời đại, đúng không ạ? Nó sẽ chinh phục, tức là mức 1900 thì nó khó có thể về. Tuy nhiên là các mức cản ở vùng 1730, 1.000
7.30, 1.722 là một trong những mức cản, và sáng ngày hôm nay nó đã vượt lên trên 1.722, 1.726. Do vậy đây là một trong những mốc được bán ra. Chúng ta hãy nhớ rằng là cái việc tham lam thì tôi sợ hãi, và việc bạn sợ hãi thì tôi lại tham lam. Cái câu này nó rất là hay trong cái việc phân tích của giá. Nếu trong trường hợp vượt cái mức cản và chúng ta kẻ vẽ được toàn bộ tất cả các cái mô hình của giá, thì chúng ta cũng có thể là gì ạ? Theo dõi được các mốc cản, được các cái mốc, ví dụ như là trên màn hình chúng ta xem đây là các cái đường kẻ, nó gồm có 4 đến 5 đỉnh. Do vậy nó được gọi là một cái thanh ngang kẻ rất là vững chắc. Khi nó chạm tất cả những cái mô hình sóng thì lập tức là cả thế giới biết được rằng là chúng ta hộ đồng loạt bán. Do vậy là cái việc mà thị trường mà không biết phân tích hay là đưa ra các cái tín hiệu thì họ sẽ tham lam, họ sẽ mua thêm vào, đúng không? Và lập tức là bị các con cá mập hay là bị các cái xu hướng thị trường họ sợ hãi và họ bắt đầu bán ra. Và khi chạm cả này bán ra sẽ có một cái lực bán rất là mạnh, bán tống bán tháo, khiến cho cái lực long, lực mua nó sẽ bị bay đi. Do vậy là gì ạ? Chúng ta buộc phải phát triển các cái mức cản. Tôi vẫn đào tạo các cái mô hình của nến mẹ, các cái dẫn hướng, các cái vùng lừa của thị trường, và đặc biệt là gì ạ? Phải phân tích được các cái mốc cản để chúng ta có thể tránh bị thị trường lừa, cũng như là các cái cá mập họ dụ cho chúng ta lên thuyền để đánh úp. Thì đấy là những cái mà chúng ta có thể theo dõi. Các vấn đề về thị trường, chúng ta theo dõi được các mô hình của Bitcoin trong cái kỳ halving này, đây là một cơ hội. Vấn đề về dầu cũng là một cơ hội, vấn đề về vàng cũng là một cơ hội. Và các cái thông tin của sau halving thì như thế nào, đúng không? Thì chúng ta sẽ có những cái bài rất là hay là dùng Litecoin để bán Bitcoin được hay không. Các nhà phân tích nổi tiếng là Gu đã cho nhiều lần đưa ra giả thuyết rằng Litecoin dẫn trước Bitcoin về hành động giá. Đây, người ta theo dõi price action để đưa ra được. Nhiều nhà giao dịch tiền điện tử nhạy bén đã lần lượt chứng minh lý thuyết này, như là biến động, chứng tỏ là họ đã có lịch sử, có history rồi. Hành động giá của Litecoin vào đợt halving năm ngoái. Litecoin trải qua sự kiện halving của riêng mình vào năm tháng 8 năm 2019 như một lẽ tự nhiên. Giá Litecoin đặt đỉnh với 146 đồng và nay đã chạm đáy ở 37, đúng không? Trước khi bật lại mức 84. Nếu sử dụng mô hình Litecoin trước halving, chúng ta kết luận rằng Bitcoin đã đạt đến đỉnh của mình ở 10.000 giữa tháng 2 năm nay. Tiếp tục bám theo và sập, đúng không ạ? Và họ so sánh được, đúng không ạ? Và người ta dự đoán mức đáy Bitcoin là 2.500 đến 1.200. Đây là những cái mà chúng ta có thể nhìn thấy. Ngoài ra Bitcoin lại dựa trên các yếu tố mà chúng ta phân tích các mốc cản thì nó có thể hoàn toàn có thể vùng về vùng 3.500. Nhưng vấn đề chúng ta phải có tài khoản và đưa ra được các mức biến động, đúng không ạ? Lên lên xuống xuống, đúng không ạ? Và đặc biệt nó có sự co giãn về giá. Do vậy đây là những cái mô hình mà sau halving. Vậy thì tôi đánh giá rằng Bitcoin ở vùng 6840 này sẽ bật lên rất là mạnh mẽ khi mà có halving. Sau đó hậu halving chúng ta sẽ nhìn thấy toàn bộ thị trường đỏ lửa và bắt đầu bán tống bán tháo. Người ta coi như là sự chốt lời của một cái kỳ mà người ta bơm thổi về giá. Các kỳ halving cũng chỉ là chẳng qua là một cái cớ để bơm thổi giá mà thôi. Hãy xem lại con BCH. Chúng ta hãy xem con BCH này. Hiện tại nó là 224 đô, đúng không ạ? Sau kỳ halving, đúng không ạ? Trước kỳ halving nó được bơm thổi rất là mạnh, sau có cái sóng điều chỉnh 309, sau nó bật mạnh lên 494. Đúng không ạ? Giá được coi như là nhân đôi, đúng không ạ? Từ 193 lên đến 497, tức là gần hơn gấp đôi. Do vậy lại bị bơm một phát xuống 145. Đây là cái mà chúng ta có thể so sánh với Litecoin và BCH lúc này. Tôi đánh giá thì cái việc mà cái cớ halving để tăng giá, và lúc này hoàn toàn chúng ta suy ra có thể trong một tháng 5 khoảng halving đó thì Bitcoin lại tiếp tục có thể được bơm ra. Thay vì việc mà chúng ta mong muốn rằng là chúng ta mua ở các vùng giá đáy thì chúng ta sẽ có thể bán ở các vùng giá cao. Đấy cũng là một trong những cái giải pháp để chúng ta có thể thoát hàng khi mà chúng ta được cái tỷ lệ lợi nhuận khi mà chúng ta đã sở hữu Bitcoin, sau đó thì chúng ta đạt đỉnh và chúng ta bán ra. Thì trên đây là các bản tin cũng như là cái câu chuyện để chúng ta nói chuyện với nhau về cái mô hình đầu tư. Có rất nhiều các cái mô hình đầu tư, tuy nhiên các việc lướt sóng chúng ta có thể nhìn thấy là cái là sự sợ hãi khi mà các nhà đầu tư thường là mất tiền khi mà chúng ta lướt sóng. Họ không dành cái thời gian tâm huyết để có thể phân tích một cách cơ bản, đặc biệt là họ không chuẩn bị những cái tâm lý khi thua.
và cũng không dám cắt lỗ. Ví dụ như là 100 triệu họ cắt lỗ 30 triệu, còn 70 triệu để làm các cái việc tiếp theo. Họ chờ đợi 100 triệu, họ mua và họ chờ đợi, và khi xuống còn 40 triệu họ bắt đầu mới giật mình rằng là lỗ hết rồi, họ chấp nhận để tiền ở đó. Và rất nhiều comment ở trong các cái mục này chúng ta có thể theo dõi. Do vậy giải pháp của GFX đưa ra cho chúng ta đó là cái việc ủy thác trong đầu tư. GFX là một cái đội để có thể giao dịch cùng với quỹ, và quý khách hàng có thể đưa ra, ví dụ các đội Azura, Hồ Chí Minh Trader, Hà Nội Trader, Japan Trader, London Trader, Việt Trader và TPFX Asia, thì đưa ra cho chúng ta các cái phương pháp giao dịch, ví dụ phương pháp No Loss System, phương pháp Hedging System, mua và bán và mua với cái độ test giá, đúng không? Vẫn đạt cái tỷ lệ PL rất là tốt, đúng không? Thứ hai nữa là GFX đưa ra các gói sản phẩm, gói 1, gói 2, gói 3, gói 4 và gói 5. Các cái vấn đề về robot giao dịch cũng như là team trade sẽ được trong thời gian tới, thì David đang làm các cái video để có thể cung cấp tới mọi người các cái phương pháp quản lý và theo dõi. Đặc biệt là GFX có hợp tác với những cái đội quỹ cũng như là một số các cái thông tin để hỗ trợ giao dịch quỹ, để chúng ta có thể đưa ra các cái giải pháp cùng nhau hợp tác. Chúng ta có thể đăng ký ở GFX cũng như là theo dõi Facebook Ông Già Đầu Tư, như là Thế Giới Đầu Tư ở YouTube, chúng ta có thể hợp tác với nhau. Ngoài ra chúng ta có thể mở các cái link ở dưới chân video này về các cái sàn như là HotFX, Xnet, XTB hay NotFX, thì chúng ta có thể thông báo cùng với David để đưa ra các cái mô hình hợp tác, đưa ra các giải pháp để tháo cho chúng ta quản lý tài khoản cách an toàn. Hãy nhớ rằng là dành ra một cái khoản đầu tư trong cái kỳ online này để đưa ra những cái mô hình mà chúng ta cảm thấy là an toàn. Hãy đặt ra giả thiết cho chúng ta là đầu tư online và đầu tư gì lúc này, để chúng ta biết được là sự lựa chọn là của bạn. Sự lựa chọn các cái mặt hàng, các cái sản phẩm như thế nào, đó là Bitcoin, Ethereum hay Litecoin lúc này, BCH lúc này có đã an toàn hay không, hay EOS hay là ETC. Thứ hai là chúng ta có thể tham gia vào các cái đầu tư về Forex hay là giá dầu hay là giá vàng, để chúng ta đưa ra các cái giải pháp để chúng ta có thể đầu tư một cách an toàn. Hãy nhớ rằng là quản trị vốn và đặt cái tỷ lệ chốt lời và đưa ra các cái giải pháp để có thể tìm kiếm những cái cơ hội trong các cái mô hình đầu tư. Và đặc biệt là hãy thường xuyên theo dõi tin tức và đọc sách trong lúc này. Chúng ta hãy nhớ rằng là lúc này là cái lúc mà chúng ta đang bị cách ly, chúng ta đang có rất nhiều cái thời gian online để chúng ta có thể tham gia vào các cái khóa Zoom để có thể trò chuyện với nhau, cũng như là theo dõi các video để chúng ta có thể đọc được những cái bài về mục kinh doanh, về mục chứng khoán, về mục tiền của tôi, về rất nhiều các cái để chúng ta theo dõi được sự vận hành của dòng tiền, các vấn đề về chứng khoán, các vấn đề về bơm tiền, đúng không? Và đặc biệt là các cái câu hỏi, các cái lực bắt đáy hay là các giải mã làn sóng chờ bắt đáy bất động sản hay rất nhiều. Thì hy vọng rằng các cái comment ở đây cũng như là các cái thông tin chúng ta cũng có được những cái cách để chúng ta nhìn nhận thị trường một cách hài hòa nhất. Xin được cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại.